Ai sống sao cũng được, mọi người rồi cũng đi tới chỗ cũ. Mình sống như thế nào để khi mình nằm xuống, mình nhắm mắt, mình ngủ mỗi đêm thôi, mình cảm thấy cuộc sống mình bình an, mình không có làm những cái điều gì quá đáng để mà đến nỗi hại người, làm khổ người. Mỗi đêm mình làm việc đó thôi, chưa nói đến cái cước cận tử nghiệp. Mình nằm bệnh trên giường rồi bao nhiêu cái hình ảnh mà chúng ta sống làm khổ đau cho người này, thương hại đến người khác, nó sẽ quay lại, nó làm khổ mình. Rồi cái nghiệp lực đó nó sẽ đưa mình đi đến những chỗ đau khổ khác nữa. Chi vậy? Đâu cần. Cho nên thường Pháp Hòa, làm gì trong cuộc sống mình không có những cái lúc như vậy. Nhưng thôi, mình cứ luôn luôn mình suy nghĩ, đã là con người với nhau, sống với nhau thì phải có hy sinh. Mà nếu chúng ta sống với nhau, làm chồng với nhau, làm vợ với nhau, làm chị em với nhau, mà cứ đặt cái vấn đề thua lỗ của người đời, thì mình đâu phải là bà con muốn thua. Mà sống không có gì thua lỗ hết. Cái quan trọng là cái đó không phải là thua lỗ, mà là cái đức biết nhường nhịn, cái đức biết nhẫn nại, cái đức khiêm cung, cái biết bước nhường người. Tại vì người được thì mình giảm. Mà thưa đại chúng, cái gì làm cho mình được như vậy? Cuộc đời này rồi ai cũng sẽ sống. Quan trọng là mình sống như thế nào để không thẹn lòng ra đi. Đó là cách Pháp Hòa thường suy nghĩ và tu tập. Nhiều khi mình thấy mình bị ép á. Ví dụ mình nói mình bị chơi ép á. Đó là thế gian nha. Nhưng mà suy nghĩ lại,